xin chào tất cả mọi người. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang đứng cạnh một cái tủ vịt các bạn ạ. Các bạn nhìn một cái tủ vịt này, thấy rất là nhiều vịt không? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn một cái món rất là đặc biệt, đó là cái món gỏi vịt nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở đứng ở trên đường Lê Trọng Tấn nha. Cái này mình hướng dẫn một chút xíu này. Đây là đường Lê Trọng Tấn nó dài. Phía đằng cuối đường này này là ngã tư Gò Mây nha các bạn. Và phía ngược lại là trước mặt mình này, đó là chính là đường Tân Kỳ Tân Quý nha các bạn. Địa chỉ là số 16 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bên cạnh thì mình thấy có số điện thoại của quán luôn các bạn ạ. À, các bạn có thể đặt hàng qua quán qua số điện thoại đó nha. Tính ra là đây là mấy giờ là mình có vịt bán rồi chị? Dạ 11 giờ. 11 giờ là có bán hả? 11 giờ trưa dạ. Rồi mình bán hết cả gì hay là sao? Hết giờ nào mình nghỉ giờ đó, nhưng mà tầm 8-9 giờ. 8 giờ tối là hết rồi ha? Dạ. Ở đây thường thường mình có những cái phần bán và giá nó như thế nào vậy chị? Phần gỏi một người. Vâng. Gỏi một người, hai người ăn, gốc tư, rồi nửa con, rồi một con. Vâng. Rồi đầu cánh, rồi lòng riêng nữa. Dạ. Ví dụ như là một phần một người là giá bao nhiêu? Vì ở đây em thấy không thấy có menu á chị. Một người mà phần một người mà mình ăn với cháo thì là 60.000 là gỏi. Vâng. Là luôn tôi cháu quyết. Vâng. Còn mà bún thì 65.000, bún với miếng. Vâng. Bún với miếng là 65.000. Vâng. Còn mà tô bình thường á thì 35.000 một phần. Vâng. Cháo thì 30. Vâng. Đấy, như cái phần này chị đang làm là bao nhiêu? Phần này là 40 nè, là thịt nạc nè. 40.000 ha. Là thịt nạc á. Thêm một bộ lòng phải không? Thêm một bộ lòng. Đó, khách ăn cái gì cái mình kêu kèm theo. Vâng. Mình làm theo khách kêu á. Vâng. Ví dụ như bộ lòng riêng này là bao nhiêu chị? 25.000 á. 25.000 ha. Dạ. Dạ. Nếu mà mình bán nguyên con thì giá là sao chị? 460 ha. 460 một con ha. Dịch ở đây nó lớn. Là nguyên gọi chị? Có gọi chưa hay là gọi gọi luôn á? Gọi luôn ha. Dạ. Quán của chị và các bạn mình không thấy có menu á, cho nên là mình sẽ hỏi hơi nhiều chút xíu về dạ. Cái phần cho các bạn tham khảo. Tại vì menu á nó nhiều món quá, nó lộn xộn. Dạ. Như cái cầu này không là mình bán làm sao? Dạ. Như cái cầu này không mình bán cái sao? Cái cổ không thì 25.000. 25.000. Dạ. Cánh cũng vậy luôn. Cánh không 25.000 luôn. 25.000 một cặp. Vâng. Nửa con là sao chị? Nửa con thì 230. 230, còn 1/4. 130.000 gốc tư đùi á. Gốc tư ha. Dạ. Còn mấy cái chân này bán làm sao? 6.000 cặp, con câu cũng vậy, 6.000 món mình bán lẻ. Dạ. Ôi cái này có nửa con mà nhiều ghê nha. Chó đó, nửa con đó. Dạ. Bởi vì dịch ở đây nó bự. Vâng. Tính ra mà con là khoảng 2kg không chị? Hơn 2kg chứ, 3kg mấy. 3kg mấy luôn đó hả? Dạ. Thế là vịt rất là lớn đó các bạn ạ. Dịch đây dịch loại 1 luôn mà. Như vậy là 400 mấy mà 3kg mấy vịt là giá như vậy là còn êm nữa các bạn ạ. Cái khẩu vị quán của mình đây là nó mang khẩu vị của cái miền nào vậy chị? Vịt miền Tây anh. Vịt miền Tây ha? Dạ. Dạ. Ôi một phần gốc tư nhiều lắm các bạn ạ. Ở đây là một cái nồi cháo. Ăn về hả? Ở đây thì cái quán này nó không có quá lớn, cái quán này cũng nhỏ gọn thôi và nhìn những cái bàn cũng đơn giản thôi. Ở đây là mình không có bán quà áp hả chị? Dạ đúng rồi, không có bán quà áp. Ủa, bán sao? Khách là đó giờ á. Vì em thấy là trong cái lượng người mà người ta mua quà áp rất là nhiều như vậy thì mình không bán hơi tiếc hả chị? Dạ tại chưa đăng ký. Chưa đăng ký ha? Dạ. Dạ. Ở đây có ông khách nào mà ăn nhiều mà nhìn mặt quen luôn không? Có chứ, nhiều lắm. Nhiều lắm luôn hả chị ha? Ăn mà từ lúc thanh niên mà tới lấy vợ sanh con luôn qua dẫn con tới ăn luôn. Dẫn con tới ăn luôn hả? Dạ. Dạ. Chị đang làm 1/100.000 gọi. Ở đây có rau răm và rau cải. Rau răm với cải sú á. Sú mình bào luôn. Ở đây mình thấy chị ướp nước đá chấm luôn các bạn ạ. Cho nó giòn. Dạ. Gói về đi vô gói chị. Rồi nước sốt. Rồi để em làm phần cho anh ha. Dạ vâng. Hai người.
Như vậy là 130 là góc tư chị ha? Dạ góc tư á. Các bạn đang quan sát một phần góc tư 130 ngàn. Cái đó nước gì chị? Nước giấm, nước chua. Nước chua, nước sốt của nó ha? Dạ, nước sốt á. Rồi nước mắm gừng. Rồi. Rồi. Đây, phần của mình 130 ngàn. Vâng. Rồi, của anh nè. Là cái phần đó là cháo miến tính riêng hay là chờ chung? Cháo miến là mình tính riêng á. Cháo thì 10 ngàn một tô. Còn miến? Miến với măng huyết thì 15 ngàn. Vâng. Mình ăn kèm với gỏi á. Vâng. Đó, là... còn mình ăn lòng thì mình kêu thêm lòng. Đầu vâng. Cánh gì đó mình thích ăn cái gì mình kêu thêm. Vâng, vậy chị cho em một phần lòng đi. À, thêm một phần lòng. Như vậy thì hôm nay thì mình sẽ ăn một phần hai người là 130 và mình có gọi thêm một phần lòng là... Phần lòng này có giá nhiêu chị? 25 ngàn. 25 ngàn. Là cái gan với cái mề ha? À, với tim. Nếu mà người ta không ăn cái gan thì sao? Bán nguyên bộ chị. Bán nguyên bộ chị ha? Dạ. Ồ, một ngày mình bán hết nồi lớn này chị? Hai nồi ạ. Hai nồi luôn hả? Dạ. Ôi, nồi lớn quá. Cái này là mình dùng nước luộc vịt mình nấu cháo hay nước luộc vịt không á? Nước luộc vịt hoàn toàn là nước luộc vịt hết. Dạ. Ôi, cho nên mình nêm gia vị nó ít lắm. Vâng, cái nước vịt này là thường có cái độ ngọt của riêng của nó chứ. Đúng rồi. Dạ. Dầu nước béo rồi này kia cũng toàn là nước vịt không luôn. Vâng. Dầu vịt mà mình làm lên luôn. Vâng. Đấy. Còn bên này là cái nồi măng huyết nè. Dạ. Bún măng vịt là nằm đây các bạn. Đây là huyết vịt không nè. Vâng. Đấy. Đó, thơm nè. Cũng như là cái măng nấu với vịt nó thơm ghê các bạn. Dạ. Đấy, còn ở đây là cái nước mắm gừng. Nước mắm gừng. Nước mắm gừng đặc biệt của mình. Ủa nó sệt quá chị ha. Thơm nè. Vịt là hào gừng. Dạ. Đấy. Thơm quá. Đây là nước nước sốt của gỏi. Cái này có là nước chua hay nước sốt thường? Nước chua, nước chua của gỏi. Chua gỏi hả chị ha? Dạ. Hai tô miến. Cái phần này cho khách mang về là bao nhiêu đấy chị? Dạ, khách mua 3 góc tư. 3 góc tư ha? Dạ, 3 góc là 390. 3 góc là 390. Dạ. 1 góc là 130. 2 cháo, 2 miếng thì thôi nãy 1 miếng thì 2 miếng, 2 miếng không? Rồi, 2 cháo. Ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra một phần. Phần này có cho hai người ăn nha các bạn. Hôm nay thì mình gọi một cái gọi 130 ngàn là một cốc tư cho hai người ăn. Nó gồm một cái đĩa như thế này. Đấy, một cái phần khá là ngon mắt. Một cái đĩa khá là lớn các bạn. Đĩa này có giá là 130 ngàn. Sau đó thì mình có gọi xem đồ ăn kèm. Ở đây là một tô cháo. Tô cháo này có giá là 10 ngàn. Còn đây là tô bún măng vịt. Bún làm việc bên này thì có giá là 15 ngàn. Nếu bạn nào không muốn ăn no bụng thôi thông thường thì vào đây gọi tô bún mang vịt rất là lớn thế này có giá 15 ngàn thôi ăn là no đó các bạn ạ. Ăn kèm với nó thì mình bên này thì mình có gọi thêm một phần bộ đậu lòng. Thực ra thì hai người ăn hết một phần 130 ngàn là vừa đủ no rồi. Nhưng mà mình
muốn ăn thêm cái phần bộ đậu lòng này để review cho các bạn á, cho nên mình có gọi thêm phần này. Phần bộ đậu lòng như này thì có giá là 25.000 nhé. Thì nó có tim, có gan, có mề. Đấy, ăn kèm với nó thì mình thấy có hai chén nước mắm gừng. Hai người thì có hai chén nước mắm gừng và một đĩa rau sống để ăn bỏ vô trong bún hoặc cháo ăn. Cái này thì các bạn có thể ăn sống hoặc ăn trùng chủy nha. Nhưng mà ăn sống thì nó sẽ giòn hơn. Đấy, nhìn khá là hấp dẫn các bạn ạ. Rồi, mời cả nhà nhé. Thử miếng nước trước. Thường các bạn, mấy cái món mà về gà luộc hoặc vịt luộc á, nếu mà người ta sử dụng bằng cái nước luộc người ta nấu luôn á, thì cái nước nó có cái độ ngọt. Nó ngọt của ngoài nước sáo á, nó rất là ngọt. Thế nhưng mà tô này 15 ngàn mình thấy khá là chất lượng và khá là rẻ các bạn ạ. Nó chỉ có bún măng và huyết thôi, nhưng mà nhìn nó cũng rất là ngon mắt. Tô 15 ngàn này, thật sự là tô này 15 ngàn thì ngon mắt quá. Không có thịt thà gì đâu, chỉ có măng miến. Miến đây là mình người ta sử dụng miến rong này à, miến rồi măng và huyết thôi mà nhìn một cái tô khá là bắt mắt. Ồ, cái nước sáo ngon quá. Ăn thử miến trước. Ở đây là người ta sử dụng miến rong mà nó có cái độ dai nhẹ, nó giòn giòn dai nhẹ nhẹ. Măng này là người ta chỉ dùng măng khô ngâm nước ra, cho nên là sữa măng nó rất là giòn, hơi dai và giòn, nó dai và giòn hơn miến một chút. Thấy ăn cái tô miến là thấy ưng ý gì đó. Còn bên này đây, hoa khôi của hôm nay đây, đó chính là cái đĩa gỏi vịt này các bạn. Đấy, các bạn có thể ở đây thì gỏi góc tư thì có cánh hoặc đùi hoặc ức, các bạn ưng ăn phần nào ăn nha. Hôm nay thì mình ăn phần ức. Đấy, đây là vịt các bạn này. Cái miếng thịt vịt á, ở đây á là mình thấy kỹ luộc rất là hay các bạn. Ướt mềm miếng vịt ha. Đấy, gửi miếng xương ra. Rồi, chấm mấy cái nước mắm gừng, chấm ngâm ngập một chút xíu. Thịt vịt nó rất là mềm các bạn, mềm mà ngọt thịt lắm. Chấm nước mắm gừng đúng là hết sức quen. Theo như mình để ý các bạn, mình thấy ở đây là vịt nó rất là ít mỡ luôn. Này các bạn, nhưng mà vịt đã ít mỡ lắm. Như các bạn thấy à, cái nó có một lớp da nó dính liền với lớp thịt thôi. Nó ít mỡ lắm các bạn ạ. Vịt ít béo á, ít béo ăn nó ít ngấy. Các bạn cứ cái nước mắm gừng này mình thấy nó có vị ngọt, thiên vị hầu ngọt nhiều quá cho nên nó không có mặn các bạn. Các bạn cứ chấm ngập thoải mái không sao. Nói chung là phần gỏi này nhiều lắm các bạn, không ít đâu. Phần này hai người ăn là phê pha luôn đấy. Lúc này chỉ nói một con vịt là có thể là tới 3 kg. Như vậy là 30 chia cho một góc tư là coi như chia cho 5 đi, trừ cánh đầu ra chia cho 5 thì cứ là một phần như vậy khoảng 6 lạng đấy các bạn. 6 lạng vịt. Đây các bạn này. Cái vịt đây nó có độ dai nhẹ và nó rất là ngọt thịt. Và đặc biệt là nó ít mỡ. À, miếng thịt vịt nha, ít mỡ nha, ăn nó ít ngấy lắm. Chấm mấy cái mắm gừng, hơi ngừng gặp chút xíu. Nói chung là trong Sài Gòn nó thì có rất là nhiều điểm bán, rất là nhiều cái món liên quan đến gà vịt rất là ngon. Mình thì cứ một tuần mình sẽ kiếm những cái quán ngon khác nhau để mình giới thiệu đến các bạn. Để các bạn nào tiện đường thì có thể ghé qua để ăn thử nha. Cái này hôm nay mình kêu hơi nhiều đó các bạn ạ. Mình nghĩ là mình kêu thêm cái phần 25 ngàn hơn nhiều. Hôm nay thì mình cố tình mình kêu nhiều chút xíu để mình review cho cả nhà thôi. Chứ hai người, nếu các bạn đi hai người tới đây thì các bạn chỉ cần kêu một phần 130 nghìn thôi. Rồi sau đó thì các bạn có thể kêu thêm một phần cháo hoặc một phần miến tùy ý. Thì cháo thì 10.000, miến thì 15.000 là nó no rồi. Đấy, bên này thì mình có kêu thêm một phần bộ đậu lòng này. Bộ đậu lòng này thì có giá là 25.000 nhé. Đây là cái phần mề. Mề giòn quá. Không biết các bạn sao trong cái bộ phận con vịt là mình thấy ăn nhất là cái mề các bạn.
Cái hành phi ở đây chỉ làm rất là thơm nha, thơm và giòn. Ở đây mình thấy là chỉ nấu cái khẩu vị của người miền Tây nhiều các bạn ạ. Mọi thứ nó có cái hậu ngọt, nó ngọt hơn mà nó không có mặn, không có đậm, không có cái hậu ngọt nhiều, mang cái khẩu vị của người miền Nam và người miền Tây nhiều nha các bạn. Cái nước mắm gừng vậy. Các bạn ăn gỏi vịt đấy, các bạn không cần gọi là không cần chấm một cái nước mắm gừng, ăn cũng vừa rồi. Vì cái nước gỏi của chị chua thanh thanh ngọt, ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà khi mà chấm cái nước mắm gừng thì nó dày mùi hơn. Còn các bạn nào không muốn chấm thì có thể ăn không cũng được. Ở đây mình thấy con nước gỏi của chị này, cái hành phi này của chị làm thơm lắm. Là một miếng kiểm như này nha, tuyệt vời. Ôi, ăn không còn chấm với nước mắm gừng nhưng mà ăn kèm với miếng hành phi nó thơm quá. Hành phi của chị ngon các bạn ạ. Đây là phần cháo vịt các bạn này. Trong cháo thì nó cũng có huyết, có cháo và có hành phi và hành lá. Đấy, tô này là 10.000 nha. Bạn nào muốn ăn miến thì có thể ăn cháo nha. Cháo này cháo trắng thông thường nữa các bạn ạ. Đây là em chặt em phân ra em bán tô á anh. Dạ. Mình bán phần nhỏ mang về á. Cái phần là thành trước ha. Dạ, mình ra thịt trước. Dạ. Giờ nào vắng thì mình ra trước. Thường thường là chiều tối là chặt trung đông lắm hả chị? Dạ. Tầm 5 giờ đổ lên á. Giờ trưa 3 giờ rưỡi đó. À, khách ăn theo giờ hết à. Vâng. Nhìn cái tô thịt của chị nhìn ngon quá các bạn ạ. Rất là ngon mát ha, những cái quầy vịt là thấy ngon rồi. Nói chung là như vậy thì mình cũng vừa mới thử xong cái miến măng vịt ở đây thì mình thấy về cơ bản là khá là ổn các bạn ạ. Cái đầu tiên mình muốn nói tới có thể là cái vịt đi. Nói chung cái vịt đây thì người ta xử lý khá là khéo, ăn không còn mùi hôi lông. Và một cái điều đặc biệt là ở đây vịt nó ít mỡ, ăn nó ít ngấy, ít ngán. Khá là ngọt vịt, nói chung là vịt khá là ngon các bạn ạ. Về cái phần thứ hai là về cái phần khẩu vị đi. Khẩu vị đây thì nó mang cái khẩu vị hơi hướng của người miền Nam nhiều nha các bạn. Nó có hậu ngọt tương đối nhiều. Hậu ngọt của, nếu mà không ngọt lắm đâu, mà ngọt vừa thôi, nói chung là gọi là hơi hướng của người miền Nam. Người miền Nam và người miền Tây thì phần cháo này hơi đậm đà chút xíu, nhưng mà riêng cái phần nước súp của cái phần miến măng vịt đó thì mình thấy cái phần nước súp nó khá là ngon. Nó đậm đà và nó ngọt thanh, ngọt đều, cái ngọt của nước lục vịt đó khá là ngon. Về cái phần thứ ba là về cái phần giá cả thì ở đây thì có cháo là 10.000 một tô, miến măng vịt thì có giá là 15.000 một tô. Còn phần gỏi thì hôm nay mình gọi phần gỏi hai người là 130.000, mình thấy nó khá là nhiều. Nói chung là về phần giá cả thì các bạn cũng có thể cho nhận xét thêm nha. Riêng về phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu phần đầu video rồi, mình sẽ ghi thêm cái địa chỉ vào trong phần mô tả video. Nếu các bạn xem không nhớ thì có thể vào đó xem thêm nhé. Mình nghĩ đây là một cái điểm bán miến cháo gỏi vịt tương đối ngon. Nếu mà có cơ hội đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể vé vào mua phần ăn thử xem như thế nào nhé. Rồi nha, hy vọng là qua video này thì các bạn đã biết cho mình thêm một cái địa điểm ăn uống mới để các bạn tham khảo khi đi ăn uống nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới từ kênh Đi Đâu Ăn Gì nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Tự nhiên no sáng buồn ngủ quá, thì bắt nó muốn ríu lại.